Đội tuyển nữ Việt Nam ra quân tại ASEAN 19 gặp đội tuyển nữ Nepal. Đây là trận đấu không khó cho thầy trò ông Mai Đức Chung. Đội tuyển nữ Việt Nam có cơ hội lớn để giành chiến thắng khởi đầu giải đấu, đồng thời có những sự thử nghiệm về chuyên môn. Ở môn bóng đá nữ ASEAN 19, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng D cùng Nhật Bản, Nepal và Bangladesh. Trong số này, đội tuyển Nhật Bản được đánh giá mạnh nhất cả và khả năng cao sẽ chiếm ngôi đầu bảng. Mục tiêu thiết thực với đội tuyển Việt Nam là vị trí thứ hai. Để làm được điều đó, đội tuyển nữ Việt Nam phải đánh bại hai đội còn lại và ghi nhiều bàn thắng nhất có thể, qua đó hướng tới suất đi tiếp của một trong ba đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Nhiệm vụ này nằm trong khả năng của huấn luyện viên Mai Đức Chung và các học trò bởi hai Nepal và Bangladesh không phải những đội tuyển mạnh. Đội tuyển Nepal mang đội hình mạnh nhất dự ASEAN 19. Tuy nhiên, họ không phải vật cản lớn với đội tuyển Việt Nam. Hai đội từng đối đầu ở vòng loại Olympic Paris 2024 hồi tháng 4. Trên sân của Nepal, thầy trò ông Mai Đức Chung đánh bại đối thủ trong cả hai lượt với các tỷ số 2, 0 và 5, 1. Lần gặp lại này, đội tuyển Việt Nam cần ghi nhiều bàn thắng nhất có thể và cố gắng không để thủng lưới. Đội tuyển Việt Nam mang đến giải với lực lượng chủ lực. Đội thiếu hai cầu thủ quan trọng là Huỳnh Như và Trương Thị Kiều. Do đó, ông Mai Đức Chung tạo điều kiện cho nhiều cầu thủ trẻ như Phạm Thị Lan Anh, Trần Thị Duyên, Nguyễn Thị Trúc Hương hay Nguyễn Thị Tuyết Ngân. Thiếu vắng Huỳnh Như ảnh hưởng không nhỏ đến đội tuyển nữ Việt Nam. Cô là người có chuyên môn và giàu kinh nghiệm nhất trong đội. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để ông Mai Đức Chung tìm ra những nhân tố mới, giải pháp mới dần thay thế Huỳnh Như trong bối cảnh cô bước qua ngưỡng tuổi 30. Sự kỳ vọng của đội tuyển Việt Nam hiện tại sẽ được đặt lên vai của Phạm Hải Yến, Nguyễn Thị Thanh Nhã và Nguyễn Thị Bích Thùy. Họ sẽ gánh trọng trách ghi bàn, mang về một chiến thắng đậm để khởi đầu ASEAN 19 một cách thuận lợi.